Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ nói về một con quái vật quay phim đến từ hãng Panasonic. Đấy là chiếc Lumix GH5. Sau đây xin mời các bạn xem một số đoạn clip mình sẽ quay nhanh bằng con máy này. Và ở đây mình có chiếc body GH5 cộng với cả lens Sigma 30 1.4. Chắc là kết quả sẽ bất ngờ đấy. À đấy, quên nói thêm một chút. Thì là do hôm trước là mình đang chuẩn bị cầm cái con Sigma này về, thì bất ngờ là được cái tin là có khách đang chuẩn bị lấy. Nhưng mà hôm nay đến thì lại hóa ra là khách đấy lại bùng hàng không lấy nữa. Thì gửi đến bạn khách đấy là mình cảm ơn bạn rất nhiều nhá. Nhờ bạn ấy mà mình có đồ dùng. Chia buồn với em Châu ạ. Ok, vậy đó là đoạn clip ngắn mình thực hiện với chiếc Lumix GH5 này. Phải nói là khả năng chống rung của nó thật sự ấn tượng. Với khả năng chống rung lên đến 50 nếu mà các bạn dùng những cái lens mà nó dành cho dòng Lumix GH5 này. Còn nếu mà các bạn dùng những cái lens 4 thì nó chỉ có chống rung 30 con thân máy thôi. Nhưng mà toàn bộ những cái cảnh mình quay trong clip vừa rồi là mình hoàn toàn mình chỉ sử dụng tay không. Không dùng bất cứ một cái thiết bị nào cả, như là gimbal hay là những cái thiết bị chống rung tương tự. Và kết quả nó cho lại vẫn rất là mượt. Tuy nhiên là với cái sensor rất là bé M43, ở đây nó cho chúng ta cái khả năng xóa phông nó chưa được tốt lắm. Hình ảnh giữa chủ thể và cái phông nhìn trông nó, cái độ chuyển nó không được mịn, nhìn trông nó cứ giả giả. Nếu mà quay ở trong một cái không gian hẹp ấy thì nhìn nó có cảm giác như là kiểu mình ghép vào ấy. Nhưng mà bù lại cái màu sắc trên máy GH5 này cho ra cái màu sắc rất là tốt, rất là chân thực. Và đặc biệt là khi quay ở chế độ Full HD và để màu 10 bit, nó cho chúng ta một cái dải màu sắc rất là rộng, lên đến 1 tỷ màu. Thì từ đấy là chúng ta có thể có được những cái thước phim với màu sắc nhìn trông rất đẹp. Một điểm mình rất thích ở cái con GH5 này, đấy là nó cho một cái skin tone rất là trắng, nhìn trông có vẻ hàn xẻng ấy. Nói sâu một chút về những cái chức năng của con này và những cái kết nối của nó. Thì những chức năng thì không phải bàn rồi. Ở đây chúng ta sẽ có những cái nút chuyển chế độ như là từ MF sang lấy nét liên tục và lấy nét một lần. Xong rồi bên cạnh đây chúng ta sẽ có những cái nút xoay, chuyển chế độ chụp một lần này, chế độ chụp burst này, chế độ 6K với cái lens hỗ trợ này, chế độ auto này, chụp phong cảnh hoặc là chụp macro, chế độ hẹn giờ, vân vân. Ok, và vẫn cơ bản như bên này thì chúng ta sẽ có một cái vòng xoay chỉnh cả giữa các chế độ quay chụp khác nhau, vẫn với những cái chế độ chụp như là MSAP rất cơ bản. Ngoài ra nó còn cung cấp thêm cho chúng ta là cái custom riêng biệt để chúng ta có thể là gán vào đấy những cái profile quay chụp của chúng ta. Thì như trên Sony, như con trên con Sony A6300 của mình ấy, thì nó chỉ có cho hai chế độ 1 và 2, còn ở trên này nó có đến 3 chế độ lận C1, C2, C3. Như vậy là cho chúng ta rất nhiều tùy chọn. Ngoài ra những cái nút ISO, White Balance, cân bằng sáng thì được để trực tiếp ở cái mặt trên này. Bên cạnh đó nó còn có thêm một nút Function 1 để chúng ta có thể gắn thêm chức năng lên. Và nút quay phim nó được bố trí ở ngay trên này luôn. Thì khi mình quay ấy, thì mình có thể là ấn thao tác ở trên này, nó rất là tiện. Nếu mà so với cả con Sony A6300 thì cái nút quay nó ở đây. Thì ví dụ như là mình đang quay vlog như thế này chả, nhiều khi mà mình, cho dù là mình cũng dùng máy cũng quen rồi ấy, nhưng mà nhiều khi vẫn còn trượt, tại vì mình không nhìn được cái nút ở đâu cả. Nhưng mà nó để toàn bộ những cái nút cơ bản để tùy chỉnh ISO, White Balance với lại cân bằng sáng ở trên này. Đâm ra là mình có thể là thao tác rất nhanh. Màn hình xoay như thế này và ấn nút quay, mình có thể tùy chỉnh toàn bộ những thông số ở trên này mà không mất quá nhiều thời gian và đi vòng ra sau máy xong rồi chỉnh giống như là trên Sony. Chiếc Lumix GH5 là một chiếc máy với sensor M43 và với một cái vẻ ngoài rất hầm hố, nhưng mà không phải là cái vẻ ngoài hầm hố như thế này là có ý nghĩa là nó nhằm mục đích khoe khoang hay là như thế nào cả, mà nó đều là rất thiết thực. Một phần là đến từ những cái nút chức năng được phô hết ở phía mặt trên, ở trên body như thế này, và một phần nữa các cổng kết nối của nó đi kèm cũng không thiếu bất cứ một cái gì cả. Ở đây như các bạn có thể thấy đó, chúng ta có một cổng kết nối USB Type-C tốc độ cao, một cổng HDMI full size, cái này là khá đáng ngạc nhiên, thì chúng ta có thể dùng những cái cáp HDMI thường để cắm trực tiếp từ đây ra monitor để có thể xem lại kết quả mà chúng ta đã quay hoặc là chụp lại, rất là tiện. Trên này thì có một cái cổng tai nghe để chúng ta có thể là nghe lại những cái âm thanh hiện trường mà chúng ta trong lúc chúng ta quay phim.
Rất hay. Cái điểm này mặc dù đơn giản như vậy thôi nhưng mà rất nhiều máy nó không có. Và kết quả là nhiều lúc là khi quay hiện trường ấy, mình muốn nghe lại thì mình không biết làm thế nào. Và với những con như là Sony A6003 này chẳng hạn thì mình sẽ thường là sẽ phải dùng thêm một cái adapter wireless ở ngoài để mình có thể là kết hợp là vừa nghe âm thanh hiện trường mà vừa thu âm, để tránh cái trường hợp là cái sao tiếng mình thu vào không như mong muốn. Và tất nhiên rồi, trên này không thể thiếu được, đấy là một cái cổng mic in. Đó là toàn bộ những cái trải nghiệm của mình sau 2 ngày mình sử dụng chiếc Lumix GH5 này. Phải nói là đây thực sự là một cái thiết bị quay phim rất 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 tốt, và mình rất mong muốn sở hữu được một chiếc trong tương lai gần. Với cái thiết kế chắc chắn, khả năng chống rung cũng như là một cái ngoại hình hầm hố như thế này, cầm rất là đầm chắc, thì mình không gần như là không còn cái điểm gì để chê ở nó nữa, ngoại trừ cái vấn đề giá thành. Tại vì đến thời điểm này con này nó vẫn tương đối đắt. Một cái body như này nếu mà bây giờ mua nó có thể lên tới là 34 triệu. Lại đi hai bên thận. Và vẫn như mọi khi, nếu như các bạn thấy những clip của mình làm ra hay và hữu ích thì hãy đừng quên cho mình một like, subscribe và hãy chia sẻ clip của mình. Và nếu như các bạn thấy những cái clip của mình làm có những cái điểm gì chưa ổn thì hãy đừng ngần ngại mà comment phía bên dưới. Mình sẽ tiếp thu và nâng cao chất lượng sản phẩm hơn trong những clip sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip kế tiếp.